Hôm nay tôi thấy vợ chồng nó đi mua cá rồi đấy. Tôi với ông được cưới cá vàng rồi chứ không phải cá mắm nữa đâu. Phải thế chứ Lị, cả năm tôi với bà phục vụ cho nhà nó rồi. Tết này ông sang nhà tôi chơi, nhớ là phải mừng tuổi cho tôi đấy. Trẻ con thì mới mừng tuổi, bà trẻ già rồi, tuổi tác gì nữa. Đây, hôm nay là dâng cho các táo cá vàng hẳn hoi, chứ không phải là cá mắm như mấy hôm trước đâu nhé. Đây, vàng khè luôn. Sao hai thằng mình nó lại cúng ba con nhỉ? Một con là để dự bị, đang trên đường về rời, con nào phải gió thì mình còn thay. Kính thưa các táo, một năm cũng chuẩn bị qua. Hôm nay 23 tháng chạp cũng là ngày chia ly. Chúc các táo thuận buồm xuôi gió quãng đường đi. Gia riêng lại phi xuống dưới này. Chúng ta gắn bó tháng ngày cùng nhau. Thôi, bọn tao chả dám gắn bó với nhà mày. Cả năm nay mày có rửa mặt cho tao đâu. Bóng nhấy đây này. Mặt tao thì có khác gì chui ở đống than ra không? Lúc nào cũng đen xì xì. Thôi, bây giờ mời các ngài đi cho sớm trà. Tất cả là trông cậy vào chúng mày đèo các táo về rời để các táo sum họp với gia đình. À mà này, nhớ là đèn đỏ là phải dừng, đèn xanh mới được đi chớ có phi ầm ầm. Các táo mà thiếu cái răng nào là chúng mày cứ liệu thần hồn. Nào. Đi nhé. Ok thằng Hơm, người ta đi đường mây đường gió chứ có đi đường bộ đường thủy đâu mà có đèn xanh hay đèn đỏ. Ông hôm nay có uống rượu không đây? Bị thổi nồng độ cồn là không về được rời đâu. Nhà cái thằng này toàn cúng nước mưa, rượu đâu mà uống. Ê, anh thả đầu sông, em hớt cuối sông, cho các táo đi bộ về rời. Bà gọi cá vàng lên đi, để tôi với bà đi về rời. Hôm nay là các táo đều về, chậm một chút là tắc đường, khéo nửa đêm gà gáy mới về đến nhà. Cá ơi, bà bảo cá này ngoi lên bà cưỡi chứ bà không dán đâu. Mấy con này nặng tai hay sao mà không nghe thấy nhỉ? Bà gọi lại xem nào. Nhanh nhanh lên để tôi còn về với vợ với con ở dưới này cả năm trời rồi. Cứ bình tĩnh, sao cứ phải nhộn hết cả nhịp lên. Con lạy bố cá mẹ cá, ngồi lên để chúng con nó còn về rời. Cá cứ lên đĩa là nhanh về rời nhất. Thơm lừng chứ quốc nữa. Chú Nga hôm nay có món gì mà gọi tôi sang đây? Nga ơi! Bác sang đây à? Em có món tanh tanh. Bác ngồi chơi. Đợi em một chút nhé. Cá gì mà lại bé tí thế này? Lớn bùi bé mềm bác ạ. À. Đưa cay được hết. Mà chính ra cái bọn cá bé bé này chấm mắm ăn cả xương mới ngon. Tuyệt. Nhìn con cá quen quen, chú mua hay là bắt ở đâu? Cá nào chẳng giống cá nào mà lạ với quen. Mua bán gì đâu. Hôm nay em rảnh, người ta thả cá tiết ông táo ở sông, em ra hớt ít mang về. Thôi bỏ mẹ rồi. Chú làm thế này,
Các táo đi bộ về rồi à? Mẹ ơi, khéo xuân này con không về. Nắng mưa mẹ nhớ vào nhà. Cơm ăn ba bữa, quần áo nhớ giặt là phẳng phiu. Ngậm cái mồm vào để người ta còn hỏi. Khóc lóc giải quyết được gì đâu. Này cô dì ơi. Ơi cô dì. Cô hỏi gì cháu đây? Cô ơi, mấy cái xe buýt này có về rồi không? Tôi là táo bếp ga, còn ông đây là táo bếp củi. Hôm nay về rồi mà chả thấy, chả biết mấy con cá nó bơi đâu, không không thấy. À, chắc là nó bơi lạc vào song tương hoặc là nằm trên đĩa nhà nào rồi. Xe buýt chỉ chạy đường bộ, chứ có đi đường mây đường gió đâu mà chở các táo về rời đường. Thôi, ở lại trần gian ăn Tết đi. Bà dòm xem, có táo nào bay qua mình đi nhờ về. Ai người ta cho đi nhờ, chở quá tải để bị phạt à? Việt Nam Airlines ơi, cho tôi một chuyến về rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi. Kéo các táo không về được rời rồi. Thả cá xuống sông, người ta lại hớt lên. Dán với cả kho tương thì các ngài lấy đâu ra phương tiện để cưỡi? Tưởng chuyện gì làm người ta chạy tùi cả quần. Thế này thì nhiều táo không về được quê lắm. Tưởng đâu thoát được cái nhà này. Thế mà mẹ ơi, thế là xuân này con không về. Thế là năm nay lỗi hẹn với giời, ở lại trần thế rối bời lo âu. Cá ơi, mày đang ở đâu?